Rồi, hôm nay em quay một cái đầu máy TD24 Nhật bãi nhá. Máy Kawasaki TD24, bình xăng dưới. À, bình xăng trên. Máy tum giờ nhá. Các bác về chế cháo. Chế cháo rồi là gắn bình xịt thuốc. Rồi nhá. Em sẽ quay cho các bác. Con này hơi ăn con cực ngon các bác nhá. À. Đấy. Cực kỳ ngon luôn. Em sẽ test máy cho các bác nghe tiếng máy nhá. Như vậy con này nghe tiếng rất là đanh các bác nhá, rất là chắc. Tiếng cực kỳ đanh và chắc. Nói chung là 24cc, nòng của nó 32 ly nhá. Đây 24cc này, 32 ly. Công suất này thì các bác gắn bình xịt thuốc thì thoải mái thôi. Rồi là phát cỏ cũng phát được tất cả các loại cỏ nhá. Gắn cần vào phát được tất cả các loại cỏ. Đấy. Chế cháo thì phải nghĩ mà con này tiếng cực đanh. Thế là giật lại cho bác xem nhá. Như vậy cực kỳ ghê gớm nhá, tiếng cực kỳ đanh. Cái này các bác muốn nhận đổi thì các bác tăng ga lên một tí này, cái này mà cái nó hơi thụt xuống đâm ra giật nó hai phát ba phát nó mới nổ. Thì nếu mà mình tăng lên tí thì giật một phát một là nổ nhá. Con này về độ xe thì tiếng kêu cực kỳ phê nhá. Rồi thì giá của con này là 800 các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng thì các bác liên hệ với em theo số là 0973 931 442, em là Trung, em ở Hòa Bình này. Đấy rồi, cảm ơn các bác xem video.